Nga tuyển 1.000 quân trên một ngày, nói phương Tây đang tìm cách thay Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky kêu gọi dỡ bỏ mọi giới hạn để tấn công mục tiêu quân sự Nga, Mỹ nói lời từ chối. Ông Biden thừa nhận có thể bị đảng Dân Chủ quay lưng. Giao tranh khốc liệt giữa Israel và Hamas tìm thấy 60 thi thể ở thành phố Gaza. NATO và Hàn Quốc ký thỏa thuận về máy bay quân sự. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thông tin mới nhất Bộ Quốc phòng Nga cho biết gần 200.000 người ở nước này đã đăng ký nhập ngũ trong năm nay. Tương đương việc Moscow tuyển dụng được khoảng 1.000 quân một ngày giữa xung đột với Ukraine. Theo đài RT, Nga đã phát động chiến dịch chiêu mộ lực lượng trên diện rộng sau khi cuộc xung đột với Ukraine Bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước tiết lộ, Moscow đang triển khai gần 700.000 binh sĩ ở nước láng giềng. Phát biểu tại một sự kiện ở Saint Petersburg hồi tháng 6, ông Putin khẳng định Nga không cần huy động thêm lực lượng ngoài chế độ quân dịch thông thường. Lãnh đạo điện Kremlin nói thêm, kể từ đầu năm nay, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 47 khu định cư và hơn 880 km vuông diện tích ở Ukraine dần dần đẩy lùi đối phương ra khỏi vùng miền đông Đồn Bát. Còn theo báo cáo được giải mật của một điệp viên thuộc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR, các nước phương Tây ủng hộ Kiev đã tăng cường nỗ lực tìm người thay thế Tổng thống Ukraine Zelensky. Báo cáo này vừa được xuất bản trên tạp chí trinh sát của SVR số mới nhất. Điệp viên có mật danh đá cho hay Mỹ và Liên minh châu Âu EU cực kỳ quan ngại trước sự bất mãn ngày càng tăng của người dân Ukraine về cuộc xung đột kéo dài cũng như việc giới lãnh đạo đương nhiệm không thể chấm dứt khủng hoảng, đặc biệt sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, các cường quốc hiện tạm thời chấp nhận ông Zelensky vì chính khách này có liên quan đến các kế hoạch tài trợ xung đột mang lại thu nhập khổng lồ cho cả chế độ Kiev cũng như các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 11 tháng 7 tại Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nếu chúng ta muốn giành chiến thắng, nếu chúng ta muốn chiếm ưu thế, nếu chúng ta muốn cứu và bảo vệ đất nước của mình, chúng ta cần dỡ bỏ mọi giới hạn. Tôi đã nói chuyện này với các đối tác, với lãnh đạo Anh, với Tổng thống Mỹ, với tất cả các bộ trưởng trong khi một số quốc gia cho rằng ukraine có thể sử dụng vũ khí của mình để tấn công bên trong lãnh thổ nga thì những quốc gia khác đặc biệt là mỹ lại tỏ ra dè dặt trong việc cho phép ukraine sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu ở nga vì sợ xung đột leo thang zelensky cho biết ông sẽ trình bày với các nhà lãnh đạo nato những sự thật cụ thể rằng ukraine biết các căn cứ và vũ khí của nga nào đã tấn công họ bao gồm cả cuộc tấn công gần đây nhằm vào một bệnh viện nhi Ông Zelensky cho hay đó là một câu hỏi điên rồ tại sao chúng ta không thể trả lời và tấn công những người này, đặc biệt là người này, căn cứ quân sự này, nơi mà những quả bom dẫn đường hoặc tên lửa này xuất hiện nhằm vào chúng ta. Vì vậy, đối với tôi, đó không phải là lời nói khoa trương. Đối với tôi, đó là kế hoạch thực sự. Bây giờ đây là kế hoạch cho toàn thể đất nước chúng ta và chúng tôi đang chờ đợi từ các đồng minh của mình. Và tôi chắc chắn rằng những người bạn đồng minh của chúng tôi sẽ hiểu tất cả những điều này. Liên quan đến việc yêu cầu này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chúng tôi chỉ cho phép họ sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên ngoài khu vực gần biên giới nước Nga. Mỹ cho phép Ukraine tấn công vượt ra ngoài biên giới Nga gần thành phố Kharkov của Ukraine. Ông Joe Biden lại phản đối yêu cầu của Ukraine nhằm tấn công mục tiêu của Nga cách xa hơn 400 km bên kia biên giới thời gian tới anh sẽ cho phép ukraine tấn công vào lãnh thổ nga bằng tên lửa tầm xa do nước này cung cấp nato cũng ủng hộ nỗ lực mở rộng phạm vi sử dụng vũ khí do phương tây cung cấp của ukraine nhưng ở một số nước khác trong đó có đức không ủng hộ hành động này thủ tướng đức olaf scholz thông tin nước này sẽ hỗ trợ ukraine ở mức tối đa nhưng không muốn có sự leo thang giữa nga và nato điều này đòi hỏi đức phải thật sự khôn ngoan và rõ ràng trong khi đó điện kremlin liên tục cảnh báo hành động cung cấp vũ khí cho ukraine vì điều này có thể khiến cuộc xung đột leo thang hơn tổng thống nga vladimir putin cho biết phản ứng của nga đối với việc cung cấp vũ khí tầm xa cho ukraine là không cần xứng Liên quan đến những tuyên bố của NATO đến Trung Quốc trả lời câu hỏi của phóng viên, tại buổi họp báo thường kỳ ngày 11 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Washington của NATO đã phóng đại tình hình căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chứa đựng tâm lý chiến tranh lạnh và nhận những nhận xét mang tính thành kiến, khiêu khích trong nội dung liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối và đã có những giao thiệp nghiêm khắc với NATO. Ông đánh giá hội nghị thượng đỉnh này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, để chứng tỏ sự cần thiết tiếp tục tồn tại, NATO đã đề cao sự vinh quang và đoàn kết tại cuộc họp. Xem đây là một tổ chức duy trì hòa bình, nhưng không che đậy được sự thật, đây là sản phẩm tàn dư của chiến tranh lạnh, đối đầu nhóm và chính trị nhóm. Việc định vị sai lầm thách thức mang tính hệ thống đối với Trung Quốc và bôi nhỏ chính sách đối nội đối ngoại của Trung Quốc chính là để duy trì sự tồn tại và mở rộng quyền lực xuyên biên giới. Về vấn đề Ukraine, việc NATO cho rằng đây là trách nhiệm của Trung Quốc, là vô lý và có ý đồ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lập trường khách quan công bằng và vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine được cộng đồng quốc tế ghi nhận. NATO tiếp tục phát tán những thông tin sai lệch mà không có căn cứ và bôi nhọ Trung Quốc, gây chia rẽ quan hệ và phá hoại hợp tác Trung Quốc-EU. NATO cần suy nghĩ về nguyên nhân của khủng hoảng và hành động của mình lắng nghe tiếng nói chính đáng của cộng đồng quốc tế và có những hành động thiết thực để xoa dịu tình hình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra phản ứng khi có ý kiến về việc NATO ra tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Washington cáo buộc Trung Quốc tiếp tục thách thức các lợi ích an ninh và giá trị của NATO, trở thành nước ủng hộ mang tính quyết định cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine và gia tăng mối đe dọa của Nga đối với các nước láng giềng cũng như an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Trong dự thảo nghị quyết hôm 11 tháng 7, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt xung đột ở Ukraine và rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine một cách vô điều kiện. Theo Mires News, nghị quyết mang tên an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine bao gồm nhà máy nhiệt điện hạt nhân Zaporizhia đã được thông qua với 99 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 60 phiếu trắng. Nội dung nghị quyết yêu cầu Nga cần khẩn trương rút quân đội và các nhân viên trái phép khác ra khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và ngay lập tức trả lại nhà máy cho phía Ukraine kiểm soát hoàn toàn để đảm bảo an toàn và an ninh. Trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sigi Klesia cho rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã được xem là một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự của Nga và cảnh báo hậu quả của một số sự cố ở đó sẽ rất thảm khốc. Ông kêu gọi các quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và nhấn mạnh chúng ta nợ điều này với các thế hệ tương lai. Chúng ta phải đảm bảo rằng nỗi kinh hoàng của thảm họa hạt nhân sẽ không lặp lại. Tuy nhiên, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước cuộc bỏ phiếu Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho rằng dự thảo nghị quyết này là có hại bị chính trị hóa nặng nề và không liên quan tới an toàn hạt nhân. Chuyển sang những thông tin khác, chia sẻ với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 11 tháng 7, tổng thống Joe Biden thừa nhận rằng các thành viên Đảng Dân chủ có thể không ủng hộ ông khi họ phải đối mặt với các cuộc tranh cử khó khăn giữa lo ngại rằng tư cách ứng viên của ông có thể kéo lùi các cuộc đua bỏ phiếu ở các điểm nóng cạnh tranh quyết liệt với phe Cộng hòa. Sự thật của vấn đề là tôi hiểu được lợi ích cá nhân của một ứng viên. Nếu họ nghĩ rằng việc tranh cử với Biden ở vị trí dẫn đầu sẽ gây tổn hại cho họ, thì họ sẽ bỏ chạy, tôi hiểu điều này. Tổng thống Biden cũng so sánh điều đó với trải nghiệm của ông khi tranh cử ở Delaware, thời điểm mà bang này chưa nghiêng về đảng Dân Chủ một cách vững chắc ở các quốc gia. Ông cũng đặt câu hỏi về tính chính xác của cuộc thăm dò khi nói rằng chiến dịch vẫn chưa thực sự diễn ra. Tổng thống Biden cũng thừa nhận rằng điểm mấu chốt là tất cả dữ liệu thăm dò hiện tại, điều mà tôi nghĩ là còn sớm, vì chiến dịch thực sự thậm chí còn chưa bắt đầu. Ý tôi là nó vẫn chưa bắt đầu một cách nghiêm túc, hầu hết thời gian nó sẽ chưa bắt đầu cho đến sau tháng 9. Sau ngày lao động, vì vậy rất nhiều điều có thể xảy ra. Tổng thống Biden cũng nói rằng ông là người đủ điều kiện nhất để giành chiến thắng, nhưng thừa nhận các thành viên đảng dân chủ khác có thể đánh bại ông Trump. Tuy nhiên, theo tổng thống Biden lợi thế của ông là điều mà bất kỳ ứng viên nào cũng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu sau màn thể hiện kém thuyết phục của Tổng thống Joe Biden tại cuộc tranh luận gần đây với đối thủ Donald Trump, nhiều thành viên Đảng Dân Chủ đang xem xét phó Tổng thống Kamala Harris là ứng viên có thể thay thế ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Bà Harris, 59 tuổi, từng là thượng nghị sĩ và tổng trưởng lý bang California. Bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành Tổng thống Mỹ nếu trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Nhiệm kỳ phó Tổng thống của bà có khởi đầu không mấy ấn tượng. Vào năm ngoái, theo Reuters, nhiều quan chức tại Nhà Trắng và nhóm vận động tranh cử của Biden thậm chí còn lo rằng bà sẽ là gánh nặng cho chiến dịch. Dù vậy, tình hình sẽ thay đổi đáng kể sau khi bà lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ quyền phá thai và có nhiều nỗ lực thu hút cử tri trẻ tuổi. Một số thành viên đảng Dân Chủ tin rằng bà Harris có thể thu hút các nhóm cử tri ủng hộ đảng này nhưng không còn nồng nhiệt với ông Biden, trong đó có cử tri da màu, cử tri trẻ và những người không tán thành cách ông Biden xử lý cuộc xung đột Israel Hamas. Tuy nhiên, theo một số nhà tài trợ của đảng này, bà Harris có thể gặp khó khăn trong việc thu hút cử tri dân chủ ôn hòa và những cử tri độc lập thích các chính đảng trung dung của ông Biden. Một vấn đề khác là chi phí vận động tranh cử, bà Harris sẽ tiếp quản số tiền mà chiến dịch của ông Biden vận động được, cũng như kế thừa cơ sở hạ tầng của chiến dịch. Đây là một lợi thế quan trọng khi chỉ còn gần 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Dù vậy, chiến dịch này vẫn cần huy động thêm hàng trăm triệu đô la Mỹ trước tháng 11 để tiến hành vận động và đây lại không phải là thế mạnh của bà Harris khi còn là ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2020, bà Harris kém ông Biden về mặt gây quỹ. Bất chấp một số vấn đề trên, không ít thành viên của Đảng Dân Chủ cho rằng lý lịch công tố có thể giúp bà Harris tỏa sáng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump, người vừa bị kết tội. Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công của Đảng Cộng Hòa nhằm vào bà Harris đang tăng khi bà được xem là ứng viên có thể thay thế ông Biden. Một số người nhắc lại những chỉ trích hồi cuộc đua năm 2020, theo đó bà Harris cười quá nhiều chưa trải qua nhiều thử thách và không đủ tiêu chuẩn. Chuyển sang những thông tin ở khu vực Trung Đông. Ngày 11 tháng 7, giao tranh khốc liệt giữa Israel và Hamas tìm thấy 60 thi thể ở thành phố Gaza sau cuộc tấn công kéo dài 2 tuần. Người dân thành phố Gaza nói với hãng tin Reuters rằng giao tranh giữa lực lượng Israel và Hamas được so sánh với trận chiến khốc liệt nhất cho đến nay, khiến khu phố Surazia bị phá hủy các đội phòng thủ dân sự phải thu hồi các thi thể từ đống đổ nát. Một phát ngôn viên của Cơ quan Phòng vệ Dân sự cho biết hơn 85% các tòa nhà ở Suzashir hiện không thể ở được và hơn 120.000 cư dân đã trở thành vô gia cư trong khu vực, trong khi các cuộc tấn công của Israel trên khắp giải Gaza hôm 11 tháng 7 đã giết chết ít nhất 26 người. Nhân viên phòng vệ dân sự đã tìm thấy ít nhất 60 thi thể ở khu vực Suzashir, phía bắc thành phố Gaza sau cuộc tấn công kéo dài hai tuần của Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra về vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Điều này mâu thuẫn với quan điểm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu đã nhiều lần phản đối bất kỳ cuộc điều tra nào trong khi cuộc chiến ở Gaza đang diễn ra, nhấn mạnh rằng điều này sẽ cản trở việc Tây Jerusalem tiến hành các hoạt động chống lại Hamas. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cho biết chỉ có 5 xe tải chở vật tư y tế của cơ quan Liên Hiệp Quốc được phép vào Gaza trong tuần trước, trong khi hơn 74 xe tải đang chờ ở Ai Cập để đi vào lãnh thổ Palestine. Phát biểu sau khi đoàn đàm phán Israel do giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Benia dẫn đầu trở về từ Qatar, ngày 11 tháng 7, ông Netanyahu nêu rõ nước này kiên quyết bảo vệ bốn nguyên tắc với điều kiện tiên quyết là Israel được phép duy trì tấn công cho đến khi loại bỏ được Hamas và đưa tất cả các con tin trở về. Các nguyên tắc khác bao gồm ngăn Hamas tiếp cận vũ khí từ Ai Cập thông qua việc kiểm soát hành lang Philadelphia và cửa khẩu Rafah, không cho phép các tay súng tập hợp lại ở khu vực phía bắc Gaza và đảm bảo số lượng tối đa con tin được giải thoát. Đây là lần đầu tiên Israel khẳng định yêu cầu kiểm soát phần lãnh thổ Palestine dọc biên giới Ai Cập còn được gọi là thành phố Philadelphia. Tuy nhiên, ông Netanyahu không nói rõ liệu biện pháp này có hiệu lực vĩnh viễn hay không. Điều kiện ông Netanyahu đưa ra mâu thuẫn với quan điểm của Hamas và là Israel rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Gaza sau khi ngừng bắn. Ngày 11 tháng 7, hãng tin Kyodo đưa tin, NATO và bốn nước nhóm IP4, các nước ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc, đã đồng ý khởi động các dự án hàng đầu trong nỗ lực mở rộng thực tiễn hợp tác trước các thách thức an ninh liên quan đến nhau. Các sáng kiến gồm phòng thủ mạng và chống thông tin sai lệch, cung cấp hỗ trợ y tế cho Ukraine và hợp tác về công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo AI. Nhà trắng cho biết, các lãnh đạo NATO và những người đồng cấp từ bốn nước trên đã thảo luận về sự kết nối ngày càng tăng giữa an ninh của châu Âu và Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự hợp tác kinh tế và quốc sự ngày càng sâu rộng của Triều Tiên với Nga. Hai bên cũng thảo luận về những quan ngại chung về sự hỗ trợ của Trung Quốc cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong khi đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, quốc gia Đông Bắc Á này và NATO đã ký một thỏa thuận về quy trình công nhận lẫn nhau đối với chứng nhận đủ điều kiện bay quân sự. Đây là thỏa thuận chính thức đầu tiên của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương với một quốc gia châu Á. Theo thỏa thuận, NATO sẽ công nhận chứng nhận đủ điều kiện bay của chính phủ Hàn Quốc đối với các máy bay do nước này sản xuất, một thước đo quan trọng về khả năng thực hiện bay an toàn. Thỏa thuận mới này dự kiến sẽ rút ngắn thời gian cần thiết để công nhận lẫn nhau với các thành viên khác của Liên minh quân sự này. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ hy vọng rằng quá trình công nhận lẫn nhau này sẽ giúp tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Hàn Quốc và các thành viên NATO. Năm 2022, tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc đã ký thỏa thuận xuất khẩu 48 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 sang Ba Lan và đã hoàn tất chuyển giao 12 máy bay phần cuối của chương trình là thông tin liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng tại trung quốc phim tài liệu vĩnh viễn trên con đường do đài truyền hình trung ương trung quốc cctv sản xuất đã hé lộ mánh khóe lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ từ các doanh nghiệp của cựu bí thư đảng ủy tập đoàn y dược thiên tân ông trương kiến tân đồng thời nêu một số thủ đoạn giả vờ liêm khiết được cựu quan chức này sử dụng nhằm che mắt người khác trương kể với ekip sản xuất phim tài liệu rõ ràng anh ngồi ở bàn làm việc với một chai rượu trước mặt bất kể đó là rượu mau đài hay rượu trắng thông thường nếu có người dùng điện thoại chụp lại rồi đăng lên mạng thì không phải là đã có bằng chứng sao do vậy cần đổ rượu mau đài vào trong một chai nước lọc sau đó cầm cái chai đó tới bàn tiệc tới lúc nhập tiệc rồi rót rượu ra mà uống các điều tra viên làm việc tại Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc CCDI cho biết tập đoàn Y Dược Thiên Tân là một doanh nghiệp lớn ở nước này. Do vậy, khi Trương giữ chức bí thư đảng ủy ở tập đoàn này trong hơn 8 năm, từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 9 năm 2015 thì ông này đồng thời cũng nắm trong tay nhiều dự án hợp tác quan trọng của doanh nghiệp. Đương nhiên, Trương từ đó trở thành mục tiêu săn đón của giới doanh nhân. Tôn Nguyệt, thành viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thiên Tân nói rằng Trương là người có sở thích uống rượu, nhất là những loại rượu có vị ngọt dịu êm và số năm ủ men càng cao càng tốt. Ông ta có sở thích như thế nào thì các chủ doanh nghiệp tư nhân cũng đáp ứng như vậy. Bên trong cốp xe của họ luôn có nhiều loại rượu màu đài lâu năm như những chai ủ 15 năm, ủ 30 năm. Lẽ dĩ nhiên khi bàn tiệc các doanh nhân dùng để tiếp đón trương có rượu ngon ủ hàng chục năm thì những món ăn ở đó cũng phải thuộc hàng đẳng cấp. Trương kể tiếp, tôi cùng với bọn họ ăn cơm, những món ăn cũng phải thuộc hạng cao cấp. Hải sản là sở trường của nhà hàng mà chúng tôi ngồi, chúng rất tươi ngon. Ví dụ như tôm hùm bào ngư, hải sâm, cá song da báo. Một số loại thì có thể chế biến làm gỏi ăn sống, nhưng cũng có loại dùng để thả vào trong nồi lẩu. Theo thông tin được CCDI xác nhận, Trương vào năm 2014 được lãnh đạo tập đoàn Y Dược Thiên Tân cử sang Italy công tác. Các doanh nhân thân cận cũng nhân dịp đó để hộ tống vị quan chức này trong chuyến đi. Trùng hợp làm sao khi thời gian diễn ra chuyến công tác nước ngoài lại đúng vào dịp sinh nhật của Trương, nên đây lại là cơ hội để các chủ doanh nghiệp lấy lòng ông ta. Trương kể thêm, họ mời tôi tới một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Milan, Italy. Các nhân viên phục vụ đã đưa ra một chiếc đuôi cá sấu rất lớn, phải dài gần một mét, cách bài trí vô cùng độc đáo và đẹp mắt nên tôi cảm thấy món ăn này chắc chắn rất đắt đỏ. Dù sao thì đó cũng là biểu thị cho sự nhiệt tình của các ông chủ lớn đối với mình. Được biết, chi phí bữa tiệc sinh nhật hôm đó lên tới hàng chục nghìn euro. Trường thú nhận, tôi biết lý do mọn họ mời mình ăn cao lương mỹ vị uống rượu sang bởi tôi là một quan chức làm trong doanh nghiệp lớn của Trung Quốc có thẩm quyền trong việc quản lý kinh doanh. Nên nếu phục vụ tôi thật tốt, tôi vui rồi sẽ hợp tác nhiều hơn với họ. Có như vậy thì cơ hội phát tài của những doanh nhân đó sẽ lớn hơn. Theo CCDI, Trương Hoài tội nhận hối lộ từ các doanh nghiệp tư nhân thì ông này còn sử dụng tiền trong quỹ công cho nhiều mục đích riêng. Vào tháng 10 năm 2015, Trương bị cách chức. Tới tháng 6 năm 2017, Trương bị kết án 6 năm tù do tội nhận hối lộ, gần 58 triệu nhân dân tệ từ nhiều cá nhân và doanh nghiệp thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo